xã Hà Long được biết đến như thủ phủ dứa của huyện Hà Trung. Mặc dù đang vào chính vụ thu hoạch, nhưng giá dứa giảm sâu khiến người trồng dứa đứng ngồi không yên. Nhiều gia đình phải thuê xe chở dứa đi bán lẻ tại các tỉnh Hưng Yên, Thái Bình, Bắc Ninh. Do giá dứa xuống thấp, không người thu mua nên nhiều gia đình đang bất lực để dứa chín thối tại vườn đồi. Đầu vụ, giá dứa còn đạt mức 6.500 đến 7.000 đồng một kg. Đến nay, giá dứa giảm chỉ còn một nửa, dứa loại to chỉ còn 3.000 đến 3.500 đồng một kg, loại nhỏ thì chưa đến 2.000 đồng một kg. Nguyên nhân khiến giá dứa xuống thấp là do năm nay dứa không xuất khẩu được, luôn phải trông chờ vào thương lái đến thu mua. Các công ty chế biến trong tỉnh có công suất thấp nên số lượng thu mua dứa cho người dân cũng được rất ít. Thực tế rằng nói là cái nhu cầu là bà con làm ra cái sản phẩm là rất chi là không vất vả trong cái thời điểm này. Cho nên là phụ thuộc vào cái thương lái. Người mua thì ít mà người làm ra cái sản phẩm thì ứ động bởi vì không có nhà máy tiêu thụ. Trước đó, xã cũng đã tuyên truyền vận động người dân không nên ổ ạt tập trung trồng một loại cây để tránh trường hợp được mùa mất giá. Tuy nhiên, do các vụ trước giá dứa tăng rất cao nên nhiều hộ dân đã không quan tâm đến cảnh báo của chính quyền địa phương, tự ý mở rộng diện tích trồng dứa. Bà con nhân dân người ta làm coi như là cũng kiểu theo cái thời vụ đấy. Đấy, có thể coi như là đợt cái thu hoạch này coi như là 70-80 ha thôi. Đấy, thì cái lứa sau lại coi như là vài chục ha nữa. Nhưng mà cái đợt giờ nó vào cái thời tiết nắng lắm, cái dứa bị nắng bị tát, bị coi như là nắng tát cái dứa đi. Được biết, xã Hà Long có quy hoạch 200 hectare đất nông nghiệp sang trồng dứa, nhưng đến nay, diện tích dứa của xã đã lên đến hơn 600 hectare. Diện tích dứa tự phát được mở rộng quá nhanh, vượt quá lớn so với quy hoạch, dẫn đến cung vượt cầu. Cùng với đó, hạn chế bất cập trong việc phát triển trồng dứa ở huyện Hà Trung là chưa có nhà máy sản xuất chế biến. Việc bảo quản sản phẩm sau thu hoạch chưa được quan tâm đầu tư, nên khi dứa chín, nông dân bắt buộc phải bán cho thương lái, dù giá thị trường đang giảm thấp. Không thể để dứa trên ruộng chờ giá tăng lên. Về phía ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo bà con là không nên mở rộng cái diện tích quá lớn đối với địa phương ở Hà Long, trong khi chúng ta chưa có những các cái chuỗi liên kết để ký kết các cái hợp đồng với nhà máy chế biến của rau quả của các nơi, phải có cái sự trao đổi phối hợp giữa các thôn, các cái nhóm hộ để chúng ta tránh cái việc là cho ra quả ồ ạt và thu hoạch tập trung, như vậy là sẽ rủi ro cho người sản xuất là rất là lớn. Điều đáng nói ở đây là hầu hết các hộ dân trồng dứa tự phát theo kiểu nhìn nhau và phớt lờ cảnh báo của các cơ quan chức năng. Không chỉ có dứa mà việc các cây nông nghiệp khác sản xuất một cách ồ ạt tự phát khiến cho điệp khúc được mùa mất giá trong ngành nông nghiệp cứ lặp đi lặp lại.